Hello hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hiện bây giờ đã là gần 8 giờ tối tại Cali, ngày thứ tư. Ở Việt Nam đó các bạn đã bước qua là ngày thứ năm rồi. Và trong video này đó chúng ta có rất nhiều tin tức tôi muốn chia sẻ với các bạn. Tôi sẽ không có dành quá nhiều thời gian tâm sự. Tôi cũng sẽ tâm sự một chút với các bạn nhưng mà chúng ta chủ yếu sẽ chú tâm để mà nói về tin tức mình thôi các bạn. Tại vì chúng ta có tin tức liên quan đến chính phủ Hoa Kỳ di chuyển Bitcoin các bạn lên trên sàn Coinbase chúng ta có tin tức liên quan tới chính phủ đức cũng tiếp tục di chuyển bịch khôi lên những sàn giao dịch và đặc biệt đó, thường có một cái thông tin nội bộ liên quan tới mao các bạn chi tiết hơn là mao có trả tiền hay là không và họ có khả năng trả bao nhiêu và cái khả năng ảnh hưởng đến giá cả như thế nào tôi nghĩ đây sẽ là những cái thông tin mà rất nhiều bạn muốn biết cùng với lại rất nhiều những tin tức khác ngày hôm nay và chúng ta bây giờ đã coi như đã bước vào hè rồi các bạn hè năm nay sẽ là một cái mùa hè tôi nghĩ là khó quên đối với nhiều bạn một mùa hè mà sẽ rất là sôi động nhưng mà chúng ta bây giờ hãy nhìn vào giá cả đi thì các bạn nhìn thấy được là bây giờ đó thì giá Bitcoin mức là 61.000 đô thì so với hôm qua đó cũng không có thay đổi nhiều các bạn. Chúng ta cũng nhìn thấy được là giá Bitcoin một ngày trước đó đó thì đã giảm xuống mức là 58.400 đô thì thường lại có một cái thông tin các bạn có thể cho các bạn có một cách nhìn khác tại sao mà giá lại đột ngột giảm xuống như vậy ngoài cho việc là đương nhiên của người bán nhưng mà còn một lý do khác nữa thường muốn chia sẻ với các bạn nhưng mà nói chung đó thì giá của BTC hôm nay cũng không có dao động gì mấy đâu các bạn chúng ta nhìn thấy được là thị trường O đó thì phần lớn hôm nay lại tiếp tục là một màu đỏ như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình về tin tức đó thì trước hết chúng ta đã nhận được một cái thông tin thông tin này là đến từ Arkham Intel các bạn đây là một cái trang web mà họ chuyên theo dõi những cái dữ liệu on chain thì các bạn có thể nhìn thấy được là cái ví của chính phủ Hoa Kỳ đã, đã có một cái sự di chuyển các bạn và chi tiết hơn đó họ đã di chuyển tổng cộng là 3940 BTC trị giá khoảng chừng là 200 41 triệu đô la và họ đã di chuyển lên trên sàn Coinbase các bạn. Thì đương nhiên chúng ta không thể biết được khi nào họ mới bán hay là di chuyển làm gì nhưng mà đương nhiên khi chúng ta nhìn thấy có số lượng lớn Bitcoin di chuyển lên trên sàn Coinbase thì khả năng là di chuyển lên để mà bán các bạn. Chúng ta có thể nghĩ như vậy. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là chính phủ Hoa Kỳ đó là cái đơn vị chính phủ lưu trữ nhiều Bitcoin nhất, lớn thứ nhì đó là chính phủ Trung Quốc các bạn. Nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ bây giờ đó thì vẫn còn con số không hề nhỏ các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy được là chính phủ Hoa Kỳ bây giờ vẫn còn 213.000 Bitcoin và chúng ta nhìn thấy là con số Bitcoin này đã đã trừ ra con số gần 4.000 đã gửi hồi sáng này có nghĩa là hiện bây giờ đã chính phủ Hoa Kỳ vẫn lưu trữ đâu đó khoảng chừng là 13 tỷ đô la các bạn 13 tỷ đô la Bitcoin thì cái số lượng này từ đâu họ có thì phần lớn các bạn thấy những chính phủ đó cái số crypto họ có đó chính là từ tịch thu các bạn giống như là những cái vụ như là chúng ta nói tới siêu Rốt trước đây khi mà những người đó bị bắt đó thì một trong những cái họ có thể làm đó chính là tình nguyện giao ra tài sản của mình để được giảm án các bạn trong trường hợp này đây chúng ta nhìn thấy được là có rất nhiều những cái người mà sau khi họ bị bắt đó thì họ đã giao cái số crypto này chúng ta nhìn thấy được là chính phủ hoa kỳ đó cũng lưu trữ khoảng chừng là 53.9 chín ngàn ethereum đáng giá đó hiện bây giờ khoảng chừng 181 triệu đương nhiên cách xa bịt rất nhiều Bitcoin là tới 13 tỷ đô la lận và chúng ta nhìn thấy được là kế đó là 121 triệu đô la USDT. Thì tuy là cái số lượng di chuyển ngày hôm nay cũng không phải là ít các bạn 241 triệu Nhưng mà nó cũng không có gây nhiều cái sự lo lắng như là chúng ta đã chứng kiến cái đây khoảng chừng là hơn một tuần Khi mà chúng ta thấy có những cái sự di chuyển đến từ chính phủ của Đức Thì giá cả ngày hôm nay đó cũng không phải là bị ảnh hưởng nhiều lắm các bạn bởi cái thông tin này đâu Nhưng mà cũng là một cái tin tức mà nhiều người quan tâm Chúng ta cũng thấy được là ngày hôm nay đó cũng có động thái tiếp tục đến từ chính phủ Đức các bạn Chúng ta nhìn thấy được là họ lại di chuyển thêm một số lượng BTC Nhưng mà chi tiết hơn đó thì các bạn thấy được là chỉ có một số nhỏ là tiếp tục gửi lên những sàn giao dịch mà thôi và nhỏ đây là chúng ta nhìn thấy là 125 BTC gửi đến trên sàn Kraken các bạn là khoảng 7 triệu 7 và cũng tương tự thêm 125 BTC nữa gửi lên trên sàn Bitstamp các bạn nhìn thấy được là chính phủ Đức thì trong vòng mấy ngày qua cũng có những cái động thái hai ngày mới đây thì không có những động thái nào các bạn nhưng mà trước đó chúng ta thấy là cũng đã di chuyển lên cho những sàn như là Coinbase, Bitstamp, Kraken rồi họ ngưng hai ngày hôm nay họ lại tiếp tục có cái sự di chuyển nữa thì không biết tại sao họ lại cần phải di chuyển thêm một số lượng nhỏ như vậy có thể là họ thật sự cần tiền để làm một cái gì đó bây giờ đang hụt khoảng chừng là 14 triệu cho nên họ mới di chuyển cái số này lên trên sàn Kraken và xem để bán không biết được các bạn, nhưng mà đây là những cái động thái đến từ ví của chính phủ Đức ngày hôm nay. Một lần nữa chúng ta thấy là mới đầu đó khi mà chúng ta nghe sự di chuyển từ ví của chính phủ Hoa Kỳ hay là chính phủ Đức đó, thì chúng ta thấy là thị trường có phản ứng rất là tiêu cực các bạn. Nhưng mà nghe riết rồi đó, thì chúng ta cũng sẽ quen mà thôi. Và các bạn thấy được những con số di chuyển cũng không phải là con số gì gọi là quá nhiều các bạn. Và trên căn bản đó họ vẫn còn lưu trữ rất là nhiều. Chính phủ của Đức đó, hiện bây giờ vẫn còn đang lưu trữ là 2 tỷ 7 đô la Bitcoin hiện tại họ cũng là một hoa lừa các bạn và chúng ta thấy chính phủ Hoa Kỳ đây thì con số nhiều hơn nhưng mà chúng ta có thể nghĩ như thế này ngày nào chúng ta cũng có người bán hết có thể là hàng ngày sẽ có những cá voi bán số lượng còn nhiều hơn cái này nữa các bạn chỉ là chúng ta không biết họ là ai cho nên ít người quan tâm đến mà thôi tại vì đây là ví mà chúng ta biết là đến từ chính phủ Hoa Kỳ hay là chính phủ của Đức cho nên người ta quan tâm nhiều hơn cái sự ảnh hưởng đến giá cả đó thì tùy vào lúc đó nguồn cung và cầu như thế nào và cái này đã đúng cho dù là họ bán ở đâu các bạn giống như là chúng ta nói chính phủ đức đó, không biết tại sao lại muốn gửi trực tiếp lên trên sàn coinbase và lên trên sàn bitstem trong khi mà chúng ta có thể nhìn thấy được là chính phủ hoa kỳ đó thì họ gửi lên trên coinbase prime deposit thì có khả năng rất cao đó là cái này đã được bán rồi các bạn họ đã thỏa thuận như một ai đó mua số lượng này rồi cho nên họ mới gửi lên trên sàn coinbase prime coinbase có thể là cái đơn vị đứng chính giữa để mà kết nối người mua và người bán trong cái sự kiện này cho nên gửi lên Coinbase để Coinbase chuyển những người đó chúng ta nên nghĩ đến cung và cầu thì nó sẽ tốt hơn tại vì khi mà chúng ta thấy một ai đó bán một số lượng Bitcoin mà người đó là người nổi tiếng hay là một công ty nào đó nổi tiếng hay là các bạn thấy là chúng ta có chính phủ Hoa Kỳ bán một số lượng Bitcoin cho dù là cái số lượng ít thì cũng làm cho nhiều người lo lắng mặc dù là một người khác chúng ta không biết là ai cũng có thể bán cái số lượng tương tự nhưng mà mọi người lại không quan tâm chúng ta chỉ nên nghĩ đến cung bà cầu mà thôi các bạn tại vì tới cuối cùng cái đó mới là cái mà ảnh hưởng đến giá cả chứ còn thân phận người bán là ai đó thì cũng không phải là quan trọng lắm đâu nhưng mà thường hiểu đó thị trường được vận hành ngắn hạn bởi tâm lý có thể nói như thế này cho dù là một cái người nào đó họ bán một số lượng bịch bitcoin coi như là không nhiều giả sử như là chúng ta nói tới là 500 bitcoin đi nhưng mà cho dù cái số đó đó không nhiều nếu nói là cái số lượng bán hàng ngày Nhưng mà nếu như người đó chính là Michael Saylor hay là Michael Strategy Thì tôi nghĩ là tâm lý thị trường sẽ rất là bất ổn Dẫn đến có thể ảnh hưởng đến giá cả các bạn Cho dù cái số lượng đó bán không có nhiều Cho nên về ngắn hạn đó thì tâm lý rất là quan trọng các bạn Nhưng mà về dài hạn đó thì chúng ta chỉ nên nghĩ đến cung và cầu mà thôi Tại vì đến cuối cùng đó người ta bán bao nhiêu hay là ai bán cũng không quan trọng bằng khi mà người đó bán thì cái lực mua là bao nhiêu Nếu như mà một người nào đó nổi tiếng mà bán số lượng nhiều Nhưng mà lại có một lực mua cực kỳ lớn xuất hiện Thì nó cũng như vậy mà thôi các bạn Quan trọng là cung và cầu Thì ở ngay thời điểm này chúng ta nghe thợ đào bán Chúng ta nghe chính phủ Đức bán Chúng ta thấy chính phủ Hoa Kỳ cũng bán Và mau gót chuẩn bị trả tiền cho những nạn nhân các bạn Chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng một mùa hè cực kỳ rực rỡ <laughs> Nhưng mà chúng ta bây giờ hãy chuyển qua đây mà nói tới Mao Gox Tại vì có một cái thông tin rất là quan trọng tôi muốn chia sẻ với các bạn Thuận thì vừa nhận được một cái thông tin nội bộ từ một nguồn rất đáng tin Đối với Thuận về sự thật Mao Gox trả tiền như thế nào Tại vì các bạn thấy được là rất nhiều bài viết đó thì họ cũng biết chung chung mà thôi Không có nhiều chi tiết trong đó Tại vì cái sự kiện này đó nó xảy ra cách đây rất rất lâu rồi các bạn Có thể nói là cái số lượng người mà tham gia mà là nạn nhân của sàn Mao Gox thì cũng không phải là nhiều lắm đâu Cho nên cũng không có nhiều cái thông tin chi tiết được uh, chia sẻ trên mạng và sàn mau gót là cái sàn ở nhật bản cho nên uh, cái quá trình mà họ khai phá sản nó cũng khác nhiều so với những công ty ở hoa kỳ các bạn thấy những công ty của Hoa Kỳ đó thì họ rõ ràng hơn rất là nhiều và có nhiều cái thông tin đến từ tòa án. Đối với Mao thì các bạn thấy là mọi thứ nó hoàn toàn không có được rõ ràng. Thậm chí là những nạn nhân khác nhau đó họ cũng nhận được những cái ngày tháng và cái số lượng thông tin khác nhau luôn. Nhưng mà đây là tất cả những gì mà không biết mà tôi muốn chia sẻ với các bạn và cũng có thể giải thích được những hiện tượng giá gần đây. Thì để trở lại đi để các bạn có thể hiểu được tổng quát như thế nào thì tính tới tháng 9 của năm ngoái Sang Malgox họ đã thống kê, không phải là sang Malgox, nói chi tiết hơn nữa, là cái công ty được ủy thác để mà xử lý cái vụ phá sản này Thì họ đã thống kê là họ sẽ trả 142.000 BTC, 143.000 Bitcoin Cash Vì lý do tại sao thì các bạn cũng đã nhớ là năm 2017 thì Bitcoin đã half fork thành Bitcoin và Bitcoin Cash Cho nên những ai mà lưu trữ Bitcoin thì cũng sẽ nhận được Bitcoin Cash và 69 tỷ yên nghĩa là khoảng 430 triệu đô la các bạn. Đó là cái số tiền họ thống kê hồi tháng 9 năm ngoái là họ còn để có thể trả cho những nạn nhân. Thì uh, có vài điều thông muốn chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu rõ hơn. Tổng cộng đó là có 5 điều. Điều thứ nhất mà các bạn nên hiểu là đã được xác nhận lần này đó thì Mao sẽ trả tiền mặt Bitcoin và Bitcoin Cash trong mùa hè này các bạn Có thể nói là năm nào chúng ta cũng nghe thông tin là họ sắp sửa trả Nhưng mà đợt này đó, thì theo thông tin thường nhận được Là khả năng rất là cao Đây sẽ là lần mà họ thực sự trả tiền các bạn cuối cùng đã sau mười mấy năm có thể nói được là từ năm 2014 khi mà họ thật sự phá sản tới bây giờ đã là hơn 10 năm rồi các bạn hơn 10 năm thì tới cuối cùng những nạn nhân cũng sẽ nhận được một số tiền thì cái này đó nhiều trang thông tin cũng đã đưa rồi các bạn nhưng mà nguồn của thuận đó thì đã xác nhận đây là thông tin thật và chúng ta như thường vừa chia sẻ sẽ có một cái mùa hè đầy dao động thôi sẽ chia sẻ thêm về cái phần này một lát nữa nhưng mà cụ thể đó là họ sẽ trả như thế nào và trả bao nhiêu ảnh hưởng tới giá như thế nào thì điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với các bạn đó Mao trước đây đã cho các chủ nợ hai sự lựa chọn, lựa chọn A là nhận sớm 20% tổng số tiền bồi thường, 80% còn lại đã không rõ, lựa chọn B là nhận đủ 100% nhưng mà sẽ muộn hơn nhiều. Và khả năng đó là đa số sẽ chọn option A Tại vì rất nhiều người đã chờ đợi quá lâu rồi các bạn Cái số lượng tiền mà bị hát năm đó đó tổng cộng là 850.000 BTC Con số rất là kinh khủng các bạn Tại vì lúc đó nó sàn Malgox là cái sàn giao dịch hầu như là 70-80% của tất cả khôi Đều thông qua sàn Malgox hết Có thể nói là chúng ta đang nghĩ tới là sàn Binance bây giờ lớn như thế nào Malgox khi xưa đó còn lớn hơn cả Binance rất nhiều Và cái số lượng bị mất đó là 850.000 thì 750.000 thuộc về nạn nhân 100.000 là thuộc về sàn các bạn Và sau này đó khi mà khai phá sản rồi thì họ đã tổng kết lại tài sản còn lại Thì tài sản còn lại lúc đó đó họ thống kê là khoảng 200.000 BTC Và trong vòng 10 năm qua đó thì đương nhiên họ phải trả tiền luật sư, họ phải trả tiền này tiền kia Và nếu như mà các bạn nhớ đó thì cái đây một năm họ cũng đã bồi thường một số chủ nợ rồi Thì cái lý do tại sao một số chủ nợ được trả trước đó, chúng ta cũng không có rõ nhưng mà một số tiền đã được trả cho một số chủ nợ có thể đó là những cái chủ nợ tổ chức thường không có rõ đó các bạn nhưng mà nó tóm lại ra thì 200.000 bịch khôi đó cỡ đó đó bây giờ họ còn có 142.000 bịch khôi mà thôi và như thường vừa chia sẻ đó họ cho những nạn nhân có hai cái sự lựa chọn chúng ta gọi là nạn nhân cũng được chủ nợ cũng được tại vì bây giờ họ đã phá sản rồi thì nạn nhân bây giờ là chủ nợ của cái số lượng tiền này thì các bạn thấy được là có hai sự lựa chọn phần lớn đó đã chờ đợi quá lâu cho nên phần lớn thường nghĩ là sẽ lựa chọn là nhận sớm 20% số tiền bồi thường còn cái phần còn lại đó khi nào họ trả cũng không có biết điều thứ ba tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là những chủ nợ chọn option A nghĩa là sự lựa chọn đầu tiên nhận 20% thì 20% này đó sẽ được chia như thế này các bạn. 25% tiền mặt, tiền mặt là đến từ con số trường thức vừa nói với các bạn là 430 triệu này thì 25% là tiền mặt, 75% còn lại là trả bằng Bitcoin và Bitcoin Cash. Thì ai sẽ chọn option nào hay là con số chính xác đó thì không có rõ các bạn tại vì mỗi người sẽ có mỗi cái sự lựa chọn và họ cũng không có thống kê rõ ràng nữa các bạn. Nhưng mà chúng ta có thể nghĩ như thế này, Chúng ta đưa ra một giả thuyết đi, giả thuyết này nói là 100%, tức cho mọi người, họ đã chờ đợi quá đâu rồi, họ sẽ lựa chọn option A để lấy 20% bây giờ Thì nếu như mà chúng ta lấy cái số lượng bitcoin đó là 142.000 BTC, chúng ta nhân cho 20%, 20% này là đến từ option A các bạn chỉ nhận được có 20% mà thôi Rồi nhân cho 75% tại vì các bạn thấy được là 20% đó thì 75% là bitcoin và chúng ta đã thấy được là con số đó thì đâu đó khoảng chừng là 21.300 BTC Thì ở mức giá là 61.000 đô hiện tại có nghĩa là tương đương với khoảng chừng là 1 ,3 tỷ 3 USD đó các bạn Đương nhiên đây chỉ là một giả thuyết mà thôi vì không phải ai cũng sẽ chọn option A Và những chú nợ đó sẽ được trả theo số thứ tự các bạn không phải là tất cả đều được trả cùng một ngày và các bạn sẽ thấy được là không phải ai nhận Bitcoin cũng sẽ bán đâu Những người mà họ đã tham gia thời Mao có thể là họ vẫn là những họ là lời ngày hôm nay các bạn à, có thể là họ sẽ tiếp tục lưu trữ số lượng Bitcoin này nó tóm lại đây thì đương nhiên sẽ có người bán nhưng mà cái số lương đó bao nhiêu chúng ta không có biết nhưng mà cái số tối đa chúng ta biết đó, là đâu đó khoảng chừng là 1 tỷ ba mà thôi con số thật sự đó sẽ thấp hơn con số này đối thường là như vậy các bạn và 1 tỷ ba này ước tính không phải là cao như những cái bài báo mà đã chia sẻ chúng ta cũng đã thấy là cách đây vài ngày khiến cho nhiều người lo lắng đi chính những cái bài báo nói là Mao chuẩn bị trả tới 9 tỷ đô la Bitcoin và Bitcoin Cash các bạn. Con số này rất là lớn và họ đã tính tổng số lượng mà Maox đang lưu trữ hiện bây giờ. Cái số lượng mà trả được này đó thì theo thuận nghĩ là nó sẽ thấp hơn rất là nhiều. Và đương nhiên 1 tỷ 3 này cũng không phải là con số nhỏ đâu các bạn. Còn bao nhiêu người sẽ bán đó, khi mà họ nhận được cái số lượng Bitcoin và Bitcoin Cash của họ thì tùy theo chủ nợ mà thôi. Bạn có thể tự suy diễn là nếu như mà 50% sẽ bán đó thì các bạn thấy 50% của cái số lượng 1 tỷ 3 này thì nó khoảng chừng là 650 triệu đô la các bạn Hay là các bạn có thể suy diễn là không đâu khoảng chừng 1 phần 4 sẽ bán mà thôi Hay là phần lớn 3 phần 4 sẽ bán Thì cái này vẫn là một áp lực bán ở trên thị trường các bạn Nhưng mà đương nhiên như thường vừa chia sẻ đó Vẫn sẽ có chủ nợ, họ vẫn sẽ tiếp tục lưu trữ Cái phần đó là bao nhiêu đó thì tới đó mới biết được các bạn Và các bạn đương nhiên cũng có thể làm một cái bài toán tương tự cho Bitcoin Cash Điều thứ tư tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là gần đây chúng ta nói khá nhiều về lực bán cả tháng nay không biết đến từ đâu thì chúng ta cũng đã từng nói có thể đến từ những cái thợ đào nhưng mà tôi cũng đã chia sẻ là khả năng còn một lực bán khác nữa mà chúng ta không rõ là ai. Bây giờ đó chúng ta có hai giả thuyết liên quan đến sự kiện này. Thứ nhất có thể là đã có người biết cái thông tin này và họ đã bán trước khi mà các chủ nợ được trả BTC. Những chủ nợ được trả BCC như thường vừa chia sẻ họ sẽ được trả lần lượt theo thứ tự và trong mùa hè này các bạn. Thứ hai là có thể một số chủ nợ đang nhận được Bitcoin rồi cho nên đã bán. Đó là hai giả thuyết hiện tại. Tại sao chúng ta đã thấy là có một cái lực bán liên tục gần đây ở trên thị trường và có thể là hai giả thuyết này đều đúng. Nhưng mà cái điều quan trọng, điều thứ năm thì muốn chia sẻ với các bạn đó mà tôi muốn truyền đạt với các bạn trong cái video ngày hôm nay liên quan đến sự kiện này là chúng ta có thể thấy khả năng là một mùa hè đầy dao động các bạn vì những cái sự kiện như thế này còn về giá nó có đâm hay là không có giảm hay là không thì tùy theo nguồn cầu chúng ta không thể nào biết được được các bạn bao nhiêu người bán chúng ta cũng sẽ không biết trước được và cái số lượng lực bán đó ảnh hưởng đến thị trường như thế nào thì còn phải tùy vào cái lực mua các bạn nguồn cầu ra sao nhìn về mặt tích cực đó thì sự kiện này sẽ xảy ra một lần mà thôi các bạn và đây là một trong những sự kiện mà nhiều người cũng đã chờ đợi nhiều năm rồi các bạn rất nhiều những chủ nợ những nạn nhân cũng đã chờ đợi ngày này và coi như cũng đã có một cái kết quả và hy vọng đó mao Góc sau này sẽ không còn đeo bám thị trường này nữa các bạn và các bạn cũng nên nhớ là chúng ta cũng đã từng trải qua những thời kỳ với lực bán mạnh hơn và đừng nói chi xa lạ chúng ta cũng vừa mới nói mới đây đó chúng ta thấy được là chúng ta có cái thông tin là chính phủ Hoa Kỳ ngày hôm nay đã di chuyển gần 4.000 Bitcoin các bạn 241 triệu đô la chỉ ngày hôm nay mà thôi và nếu như các bạn nghĩ là, là chúng ta có 50% người sẽ bán thì đâu đó là khoảng chừng là 650 triệu các bạn chỉ ngày hôm nay đã có 240 triệu được di chuyển từ chính phủ Hoa Kỳ rồi cho nên các bạn thấy được là điều quan trọng là cái lực mua lúc đó là bao nhiêu cái đó mới là quan trọng hay là chúng ta nói tới những cái sự kiện lớn trước đây các bạn đừng nói chi xa năm 2022 chúng ta đã có hai sự kiện rồi thứ nhất đó chính là chúng ta thấy cái thông tin liên quan tới Luna Foundation khi mà Luna UC sụp đổ đó các bạn nhìn thấy được là họ đã bán trong vòng một tuần các bạn họ đã bán 80.000 bịch khôi con số rất là kinh khủng các bạn 80.000 Bitcoin trong vòng chỉ có một tuần mà thôi gần gấp 4 lần so với cái số lượng mà Malgox sắp trả các bạn hay là chúng ta cũng thấy là hầu hết những công ty đào họ đã bán gần như 100% của số lượng Bitcoin họ đào được trong năm 2022 các bạn tổng cộng họ đã bán trong năm 2022 đó là hơn 40.000 BTC hơn 40.000 BTC các bạn Chỉ trong vòng một năm 2022 mà thôi Chúng ta cũng đã từng trải qua những cái thời điểm đó rồi Và đương nhiên có cái sự ảnh hưởng tiêu cực Đối với giá khi mà có cái lực bán quá nhiều Trong cái thời điểm nào đó các bạn mà không được mua Thì đương nhiên giá nó sẽ giảm xuống rồi Nhưng mà sau đó thì sao các bạn chúng ta lại hồi phục tại vì lực bán thì nó sẽ có ngày nào cũng có hết các bạn nhưng mà những cái lực bán liên quan đến sự kiện đó thì nó cũng sẽ hết mà thôi các bạn tới một ngày nào đó những người nào muốn bán họ cũng đã bán rồi và càng ngày sự ảnh hưởng sẽ càng ít lại và các bạn thấy được là kết quả ra sao kết quả rồi thị trường vẫn hồi phục lại các bạn và chúng ta lập định mới cách đây hơn hai tháng còn đối với những nạn nhân đó, những chủ nợ của Mao thì các bạn thì đây cũng là một cái kết quả tuy là không như mong đợi các bạn nhưng mà kết quả này đó, đối với nhiều người cũng rất là tốt rồi. Sau hơn 10 năm chờ đợi, họ sẽ nhận được lại một số lượng Bitcoin. Tuy cái số lượng này thấp hơn nhiều so với lúc mà họ khởi đầu các bạn, lúc mà cái sự kiện này xảy ra. Nhưng mà các bạn thấy được là lúc mà sàn Mao Khai phá sản đó là ngày 28 tháng 2 năm 2014. Thì lúc đó giá Bitcoin là 549 đô các bạn. 549 đô. Nhờ bây giờ đó thì giá đã là hơn 61.000 đô rồi. Thì nhân cho cái số lượng mà họ nhận lại. Thì nếu như mà tính theo đô la ra thì họ sẽ rất là có lời. Mà cũng có thể nghĩ là nếu như mà sự kiện Malgox không xảy ra thì có thể là những người mà họ có Bitcoin trên sàn Malgox khi mà giá cả nhân 2 nhân 3 lúc mà giá khoảng chừng là 1.000 đô, 1 rưỡi đó thì họ có thể đã bán rồi các bạn sẽ không giữ đến bây giờ đâu cho nên chúng ta cũng phải nghĩ toàn diện nhưng mà đây là những cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới Malgox cái mà tôi muốn các bạn hiểu được đó, không phải là các bạn dùng thông tin này để các bạn thể đoán được là thị trường sẽ tăng hay là giảm không ai biết được đâu các bạn thì chúng ta không biết là bao nhiêu người sẽ bán và cái lực mua sẽ là bao nhiêu nhưng mà điều quan trọng hơn đó là trong mùa hè này nếu như chúng ta thấy giá dao động hay là giảm đó thì à, các bạn cũng có thể hiểu được là một trong những lý do tại sao giá giảm đó là liên quan đến cái số lượng người mà họ nhận được Bitcoin rồi họ bán. Nếu như mà giá giảm thì các bạn cũng có thể hiểu được tại sao và cái đó nó sẽ giúp cho các bạn củng cố cái tâm lý hơn. Đó là điều mà thông muốn truyền đạt với các bạn trong cái phần này của video. Và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin đã bật trong video ngày hôm nay thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là Nicodox. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Đây là một chuẩn mực mới trong giao dịch tiền điện tử trên thiết bị di động, đăng nhập trên điện thoại bằng Passkey, tạo một tài khoản trong vài giây với cùng mức độ bảo mật được sử dụng để bảo vệ điện thoại của bạn. Mật mã của bạn được sao lưu an toàn bằng iCloud hoặc là Google One và bạn hoàn toàn có thể kiểm soát tiền. Không cần ứng dụng ví, loại bỏ những rắc rối khi mà cài đặt và quản lý ví tiền điện tử. Với Nikodex, không cần phải chuyển đổi giữa các ứng dụng để xác nhận giao dịch, chỉ cần giao dịch và xác nhận ngay lập tức bằng một cú chạm nhanh. Các bạn đã bao giờ nghĩ đến việc giao dịch với lợi nhuận thực sự mà không cần vốn hay là không? Thì tham gia cuộc thi giao dịch miễn phí của họ để các bạn có thể nhận được airdrop. NicoDox mời bạn dùng thử sản phẩm của họ qua các chương trình giao dịch demo nhận airdrop. Sản phẩm của NicoDox mang lại cảm giác giống như là các sàn giao dịch tập trung nhưng vẫn là DeFi không cần KYC hay là ví giám sát. Không cần phải lo lắng với những thứ DeFi phức tạp như là kết nối ví mỗi lúc mà các bạn giao dịch. Tham gia ngay hôm nay để mà trải nghiệm sự khác biệt, giao dịch giấy là những thực sự. Tham gia cuộc thi giao dịch miễn phí để kiếm airdrop. Nhưng mà nào mà quan tâm đó thì cái link truy cập và những thông tin liên quan tôi sẽ để ở phần mô tả của video này. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay Nicodox. Chúng ta bây giờ hãy trở lại với những thông tin nổi bật trong video này. Chúng ta bây giờ hãy tiếp tục nói tới những thông tin nổi bật trong video này thì à, các bạn thấy được là còn một cái thông tin khác nữa cũng có cái sự ảnh hưởng ít ra từ đây cho đến thứ sáu các bạn đó chính là cái số lượng bitcoin option sẽ đáo hạn và chúng ta cũng đã biết là mỗi một tháng đó thì à, tới cuối tháng ngày thứ sáu cuối cùng của tháng sẽ là một ngày mà có số lượng lớn option đáo hạn và đường này cũng không có khác biệt đâu các bạn tổng cộng nên thì dựa theo bài viết này đến từ Coin Telegraph là 925 tỷ đô la bitcoin option sẽ đáo hạn vào ngày thứ sáu này nhưng mà đợt này nên thì nó khác một chút các bạn trong bài viết này họ không có đề cập đến cái giá max pen là bao nhiêu. Cái giá max pen của option mình được chọn đó chính là cái mức giá mà nếu như mà bitcoin kết thúc ở cái mức đó từ đây cho đến thứ sáu đó các bạn được nếu như mà kết thúc ở mức đó thì coi như là những cái hợp đồng sẽ không có thực hiện đâu các bạn Tại vì nếu như mà ở cái mức đó Thì cho dù có thực hiện đi nữa đó cũng như không mà thôi Tại vì cái giá nó không dao động đủ Để cho bên kho hay là bên push có lợi Thì sẽ dẫn đến là người mà kiếm được lợi nhuận nhiều nhất Đó chính là những ai mà bán option các bạn nhưng mà cái đợt này đó Thuận cảm thấy cái bài viết của content graph thì nó khác với lại cái thông tin đến từ lại Vitas các bạn Đây là trang web mà Thuận thường dùng để mà xem coi là cái điểm max fan là bao nhiêu Thì bây giờ chúng ta nhìn thấy điểm max fan đó dựa theo lại Vitas à, là 57.000 đô cho cái option Bitcoin đáo hạn vào ngày thứ sáu này các bạn ngày 28 tháng 6 và đối với lại Ethereum nó là 3.100 đô thì điều thú vị đó các bạn thấy được là cái mức max pay này là 57.000 đô và các bạn đã nhớ là chúng ta gần đây có một cái đợt mà giá được đẩy xuống rất là nhanh các bạn từ cái mức là 64.000 đô mà đẩy xuống tới cái mức là 58.399 nhưng mà bây giờ chúng ta đã trở về mức 61.000 đô rồi cái này nó có liên quan gì đến cái số lượng option đáo hạn này thì là không các bạn Có thể là có ai đó muốn đẩy cái giá về max fan Nhưng mà đã không có làm được Bây giờ giá nó thì đi vẫn thấp hơn cái đề vài ngày các bạn Nhưng mà chúng ta vẫn thấy là đã cao hơn nhiều so với mức 57.000 đô Còn về Ether thì sao các bạn Ether đó là chúng ta có cái mức max fan là 3.100 đô Và đối với lại Ethereum Thì gần đây nhất chúng ta thấy được là giá đã được đẩy trở về cái ngày thứ hai đầu tuần này là 3.200 đô Cũng chưa có về mức 3.100 đô các bạn Chúng ta bây giờ đã trở về cái mức 3.380 rồi Thì đây là những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn Liên quan tới cái số lượng option đáo hạn tuần này Còn về cái thông tin đến từ Contagraph Họ cũng nói về cái đợt đáo hạn này Nhưng mà họ tính khác một chút Thường không rõ là họ tính cái điểm max pen là bao nhiêu Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy là họ nói trên căn bản đó Là ngoại trừ giá Bitcoin có thể lên được cái mức là hơn 64.000 đô Chứ còn nếu như mà giá dưới 64.000 đô lúc mà kết thúc đó, thì phần thắng thiên nhiên về cái bên put, bên sell các bạn, bên đánh xuống thì tùy theo là mức giá như thế nào. Nếu như mà mức giá là từ 62 tới 64 000 đô thì cái bên đánh xuống các bạn, bên put sẽ có lợi là 215 triệu nếu như mà mức giá ở ngay cái thời điểm này các bạn từ 60 tới 62 thì uh, họ sẽ được lợi 430 triệu và nếu như mức giá ở mức là 57 tới 60 ngàn ra thì họ sẽ được lợi nhiều nhất là 820 triệu đô la đây là một trong những cái yếu tố có thể dẫn đến cái sự dao động giá từ đây cho đến ngày thứ sáu cho đến khi nào mà có số lượng option này đáo hạn mà thôi nhưng mà cái đợt này đó thì các bạn thấy đợt cái điểm max thì nó hơi khác một chút so với lại cái thông tin được chia sẻ bởi Contagraph không biết bên nào mới chính xác các bạn nhưng mà thường chia sẻ cả hai để các bạn nắm bắt được thông tin chúng ta bây giờ hãy nói tới Bitcoin Spot ETF đi thì các bạn thấy được hôm nay đó là một ngày khả năng chúng ta lại thấy là dòng tiền dương lại tiếp tục trở lại ngày hôm qua kết thúc chúng ta đã có dòng tiền dương 31 triệu đô la các bạn và ngày hôm nay đó chúng ta cũng đang dương là 21.4 triệu chỉ còn một công ty nữa thôi là chúng ta sẽ biết kết quả như thế nào đó chính là BlackRock hiện bây giờ đây thì vẫn chưa có cái thông tin từ BlackRock Hy vọng chúng ta lại thấy là họ lại tích lũy trở lại các bạn. Nhưng mà các bạn thấy được là sau hơn một tuần là dòng tiền ra chúng ta ít nhất đã có 2 ngày có dòng tiền dương đã trở lại rồi. Và chúng ta cũng sẽ nói sơ qua về tình hình chung của thị trường tài chính ngày hôm nay nhưng mà chúng ta không có đi quá sâu được các bạn tại vì cũng không có nhiều cái tin tức nổi bật nhưng mà chúng ta lại có nhiều thông tin khác liên quan đến crypto tôi muốn chia sẻ với các bạn thì chúng ta có thể nhìn thấy được là hôm nay ra thì chứng khoán Hoa Kỳ kết thúc là màu xanh chúng ta nhìn thấy chỉ số Nasdaq là tăng 0.49 chúng ta có chỉ số S&P 500 đã tăng 0.16 và Dow Jones thì không thay đổi nhiều nhưng mà ngược lại ra pre market thì cả ba đều đang đỏ hiện tại các bạn xanh ngày hôm nay trong lúc giao dịch nhưng mà sau khi đóng cửa đó thì thị trường futures lại có một màu đỏ hiện tại và chúng ta đang chờ đợi một thông tin lớn trong tuần này đó chính là ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ sẽ có chỉ số phần trăm lạm phát PCE chúng ta sẽ nói thêm về thông tin này vào ngày thứ sáu các bạn khi mà có thông tin chính xác tôi sẽ chia sẻ thêm và chúng ta cũng thấy được là hợp đồng của dầu ra thì đã trả về cái mức là 80 đô 64 cent thì cũng không gì đáng nói đâu các bạn hợp đồng của vàng đó thì hôm nay xuống thêm một chút nữa ở mức là 2.309 đô chúng ta bây giờ đang trở về cái mức là 2.300 đô các bạn và chúng ta sẽ có một cái sự kiện lớn ngày mai các bạn đó chính là cái buổi tranh luận đầu tiên giữa Trump và Biden và sẽ diễn ra vào lúc ngày thứ năm tại Hoa Kỳ ngày mai tại Hoa Kỳ các bạn là 27 tháng 6 9 giờ Eastern Time có nghĩa là 6 giờ tối tại Cali à, có nghĩa là các bạn ở Việt Nam đó là lúc đó là khoảng 8 giờ sáng thì Thuần sẽ cố gắng để mà dành thời gian để mà xem cái buổi tranh luận này cũng đồng nghĩa là ngày mai tôi sẽ cố gắng làm video sớm thiệt sớm các bạn Tại vì à, tới lúc 6 giờ tối đó thì à, Thuận sẽ phải xem một cái buổi tranh luận này Thì à, tôi sẽ cố gắng chia sẻ video sớm với các bạn Và chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái thông tin nổi bật khác đi Thì chúng ta cũng à, thấy được là giám đốc điều hành của Ripple, Brad Gallinghouse Cũng đã lên tiếng ngày hôm nay và nói là Chủ tịch SEC Gary Gensler sẽ khiến cho Joe Biden thất bại Trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay các bạn và các bạn thấy được đây là cái ý kiến mà tỷ phú Mark Cuban cũng đã từng nói đến rồi. Càng ngày đó thì càng rõ ràng hơn là crypto là một phần quan trọng của cái cuộc bầu cử năm nay các bạn. Còn rất nhiều những yếu tố khác quan trọng hơn, nhưng mà năm nay là cái năm đầu tiên mà các bạn thấy crypto trở thành một đề tài mà không thể không nói đến bởi hai ứng cử viên này. Cho nên Thuận mới muốn dành thời gian để mà xem cái buổi tranh luận ngày mai Xem coi như thế nào các bạn Và chúng ta đương nhiên không có nói nhiều về chính trị trên channel này Nhưng mà chúng ta thấy được là càng ngày ra crypto càng là một phần của chính trị Nhất là chính trị Hoa Kỳ các bạn Và chúng ta cũng đã thấy là crypto đã là một phần của phố Wall rồi Cái đó không nói đến Cho nên Thuận sẽ cố gắng chia sẻ thêm những cái thông tin mà có ảnh hưởng đến thị trường này đến từ chính trị Và các bạn có thể thấy được là có tin đồn Bây giờ vẫn chưa có xác nhận các bạn nhưng mà có tin đồn là Vivek Ramaswamy sẽ là lựa chọn của Donald Trump để làm phó tổng thống nếu như mà ông đắc cử. Vivek cũng rất ủng hộ Bitcoin và nhiều người tin rằng Vivek đã động lực thúc đẩy Trump củng cố lập trường ủng hộ crypto. Cho nên về cộng đồng crypto thì nếu như mà Vivek thực sự là sự lựa chọn của Trump thì đó sẽ là một cái sự lựa chọn mà khiến cho nhiều người ở trong thị trường crypto này hài lòng các bạn chúng ta phải chờ thông tin chính thức mới biết được và chúng ta cũng có một thượng nghị sĩ ở hoa kỳ cũng không có gì gọi, gọi là lạ các bạn khi mà chúng ta nhìn thấy được là tiểu bang Texas một tiểu bang mà được lợi rất nhiều đến từ đạo bitcoin thì chính thượng nghị sĩ ted cruz người ở bên tay phải này đó thì ông đã nói là ông đã tự đào Bitcoin Các bạn đã nhớ là cái tay bài tuần nữa thì ông cũng đã mua một cái máy đào Bitcoin thường nhớ là như là hai ba cái gì đó chứ không phải là một cái. Nhưng mà nói chung đó thì ông đã tự đào Bitcoin và ông nói là hàng ngày ông kiếm được khoảng chừng là 30 tới 40 đô. Không có nhiều nhưng mà ông cũng rất hứng thú và thường xuyên kiểm tra xem đã đào được bao nhiêu rồi. Để hùng chia sẻ cái clip ngắn này với các bạn. So they're hashing every day about 30 or 40 bucks worth of Bitcoin a day. There you go. We appreciate you. And punch. I check it daily. It's got oh, look at it yeah. and I'm like, "Oh wow, that's really cool." Yeah, people think that Meta defined the code on dopamine hits. Boy, watching Bitcoin miners mine away and looking at the hash rate. And, and, and I'm right. sure you're sitting there, Fred, going 30 or 40 bucks a day. That's really cute. <laughs> <laughs> uh, I get alerts on my phone every time we win a block, and it's a lottery. We love it, though. <laughs> chúng ta cũng có một ứng cử viên thượng viện ohio đó chính là bernie monero và ông đã nói là các cha đẻ của hoa kỳ sẽ là những người ủng hộ bitcoin nếu như mà họ còn sống vì họ tin vào hệ thống quyền lực phi tập trung các bạn có cảm giác giống như Thuận hay là không? Cảm giác giống như là cách đây khoảng chừng là 2 năm hay là 2 năm rưỡi gì đó Lúc mà chúng ta đột ngột thấy những cái công ty lớn về tài chính Những công ty forward họ đột ngột chuyển hướng và ủng hộ thị trường này Như là Visa, Master chúng ta nói thì những ngân hàng lớn bây giờ Thì lúc đó cảm giác nó cũng giống như bây giờ các bạn Nhưng mà ngược lại không phải là những công ty tài chính những công ty phú wall nữa mà là những chính trị gia các bạn mà không chỉ riêng là ở hoa kỳ mà ở khắp nơi trên thế giới đột ngột đó họ lại rất quan tâm và ủng hộ thị trường này đương nhiên tất cả đều có lý do hết các bạn và có lợi ích riêng của họ nhưng mà thường đã chia sẻ nhiều lần rồi các bạn một hệ thống mà chỉ dựa vào lợi ích mà thôi là hệ thống mà phát triển bền vững nhất chúng ta cũng đã nói nhiều về đề tài này rồi thôi sẽ không có lặp lại trong video ngày hôm nay nhưng mà các bạn thấy được là không phải ai cũng ủng hộ Nhưng mà những người mà không ủng hộ đó thì chúng ta đã thấy Bây giờ đã đang có những cái hành động như chúng ta đã thấy ngày hôm qua đó Jamal Bowman Đây là dân biểu chống crypto các bạn Đây là một trong những người ở Hạ Viện mà ông rất là ghét crypto Và ông cũng là một trong những người bỏ phiếu chống lại dự luật FIT21 Như là dự luật cơ sở hạ tầng crypto Tuy nhiên dự luật đó vừa được thông qua Hạ Viện các bạn Nhưng mà ông là một trong những người mà không ủng hộ Và ông vừa thất bại trong cuộc bầu cử tại New York như là ông sẽ mất chiếc ghế dân biểu của mình. Nhóm vận động hành lang ủng hộ crypto đó có tên là Fairshake. Cái này là cái công ty mà các bạn đã biết là đứng sau lưng rất nhiều những cái cuộc vận động hành lang và họ đã có một chiến dịch quảng bá trị giá 2 triệu đô la chống lại Bowman vào tuần trước. Và các bạn thấy được hôm nay đó thì uh, Jamal Bowman đã thất bại để tái ứng cử. Và một là bạn ủng hộ crypto, nếu không đó, thì bạn sẽ bị thay thế bởi một người khác ủng hộ crypto. Đây là cái thông điệp càng ngày càng rõ ràng hơn các bạn và phát ngôn viên của tesla đã nói cho mobo mình đã chống lại việc thiết lập các quy tắc rõ ràng cho ngành crypto và blockchain và tối nay đó anh ta đã phải đi tìm kiếm một công việc mới các <laughs> bạn thấy được là cũng chọc quê cho mobo mình nói là bây giờ đã không còn là dân biểu nữa thì phải đi tìm kiếm việc mới cộng đồng crypto và blockchain sẽ tiếp tục ủng hộ các ứng cử viên tin vào sự đổi mới và tạo ra việc làm và vượt qua rào cản chính trị để mà đạt được kết quả và các bạn thấy được là Jamal cũng là một trong những người mà có cái mối quan hệ rất là mật thiết với những người khác ở quốc hội chống đối crypto. Trong đó chúng ta có dân biểu AOC các bạn, Alexandria Ocasio-Cortez. À, và hôm qua đó thì dân biểu AOC cũng đã la làng ở trên Twitter. Lý do là tại vì Jamal Bowman đã thất bại trong cuộc bầu cử New York. Thì các bạn thấy được là kế tiếp sẽ là những cái cuộc chiến lược để mà loại trừ những người như là AOC, Brad Sherman, Elizabeth Warren thời gian rất quý báo các bạn và thời điểm đàm phán nhẹ nhàng đó thì đã qua rồi các bạn thấy được là thị trường này đã không phải là không có muốn đàm phán không có muốn hòa đồng nhưng mà trong vòng mấy năm qua chúng ta chỉ bị đàn áp bị kiện mà thôi bây giờ thời gian đàm phán đã qua rồi các bạn thị trường này bây giờ là phải tự bảo vệ mình và tự phản công Nếu như mà chúng ta không thể dựa vào những người này để mà ủng hộ đó thì chúng ta phải thay thế họ với những người khác Và đương nhiên crypto đó chỉ là một chuyện lý do tại sao mà cho Mobo mình thất bại ngày hôm qua mà thôi các bạn Nhưng mà crypto là một yếu tố Tại vì sao các bạn? Tại vì giới trẻ. Giới trẻ cũng là lý do tại sao mà chúng ta thấy những ngân hàng như là ngân hàng lớn nhất ở Singapore là DBS đã cho rằng Bitcoin giống như vàng kỹ thuật số và bạn nên nghĩ tới phân bổ một phần tài sản và Bitcoin đừng quên rằng họ cũng là một cá voi tiêu hiểm với 173.753 ether các bạn nghĩa là khoảng gần 600 triệu đô la ether họ rất là im lặng nhưng mà nansen đã tìm ra được cái ví của họ các bạn thấy được là có rất nhiều công ty họ đã âm thầm tích lũy trong thời gian qua rồi và lý do tại sao mà các bạn thấy là phố war cũng giống như chúng ta nói tới những công ty tài chính hay là chúng ta nói tới những chính trị gia bây giờ đó họ xoay qua ủng hộ crypto vì chúng ta nhìn thấy giới trẻ rất là quan tâm đến crypto các bạn chúng ta cũng đã từng nói đến những cái thống kê như là trên màn hình ở đây là thống kê đến từ Bank of America là thống kê những người mà có tiền ở Hoa Kỳ các bạn thì các bạn nhìn thấy được là đối với cái giới trẻ từ 21 tới 43 tuổi đó, chúng ta cũng đã từng nói đến là họ quan tâm đến bất động sản đó là cái tài sản họ quan tâm nhiều nhất cái đó là họ quan tâm đến cái gì các bạn crypto họ quan tâm đến crypto và tài sản kỹ thuật số những người lớn tuổi họ cũng sẽ về hưu những người lớn tuổi một ngày đó họ cũng sẽ ra đi mà thôi các bạn và quyền lực của họ sẽ giao lại cho giới trẻ tài sản của họ cũng sẽ được chuyển giao lại cho giới trẻ. Giới trẻ mới là tương lai các bạn và họ quan tâm cái gì? Họ quan tâm đến crypto. Đó là một trong những điều họ rất là quan tâm. Cũng chính vì lý do đó cho nên các bạn mới thấy được là những ngân hàng bây giờ họ xây qua một crypto. Chúng ta có những chính trị gia, họ cần những cái phiếu bầu của những người trẻ tuổi cho nên họ cũng xây qua một crypto. Và mỗi thế hệ đó thì điều mỗi khác các bạn. Đối với Thuận đó thì Thuận thấy rất rõ ràng ở Hoa Kỳ này đó mỗi thế hệ điều mỗi khác nhất là cái tư tưởng liên quan tới về hưu, tư tưởng liên quan tới đầu tư và chúng ta có thể cảm thấy được là giới trẻ đó thì họ quan tâm đến crypto nhưng mà lớn tuổi hơn đó thì họ không quan tâm. thì một phần đó là có một số người họ cũng không có muốn chấp nhận những cái gì mới mẻ các bạn. một phần khác đó là tại vì họ cũng đã sống qua những cái thời điểm và họ đã có những cái trải nghiệm khác so với lớp trẻ. Các bạn thấy được là lớp trẻ sinh ra bây giờ đó giống như là con của Thuận đi thì con của Thuận sinh ra trong một cái thời điểm mà đã có internet rồi. Khi mà con Thuận lớn lên thì con của Thuận sẽ không bao giờ hiểu được cái thế giới mà chưa từng có internet và con của Thuận sinh ra thì đã có Bitcoin crypto rồi các bạn. Cho nên khi mà con Thuận lớn lên thì nó cảm thấy là ồ oh, crypto là quá bình thường rồi, không có gì là bất bình thường hết. Và thuận tin chắc là có một số bạn đang xem video này chưa từng bao giờ sống một cuộc sống mà không có Internet, chưa từng bao giờ phải mua cái máy dĩa DVD để xem DVD hay để có nói tới là băng hình các bạn khi các bạn phải dùng video băng hình để mà xem video và khi video không rõ các bạn phải mở ra để mà chui độ từ những cái đó thường nghĩ là những cái thời kỳ mà thuận còn nhỏ các bạn cho nên mỗi thời kỳ đi mỗi khác cũng giống như là khi mà thuận sinh ra lớn lên thì đã có nhạc rock rồi tới nhạc rap cho nên thuận cảm thấy là lớn lên nhạc rock nhạc rap rất là bình thường nhưng mà với những cái lứa tuổi lớn hơn thì họ cảm thấy là cái này làm cái gì đó cực kỳ xa lạ đối với họ hy vọng các bạn hiểu thông muốn chia sẻ gì ở đây nhưng mà cái quan điểm này đó nó không chỉ là ở những cái văn hóa mà nó còn liên quan đến đầu tư nữa mọi thứ bây giờ đã khác xưa rồi các bạn có thể nghĩ như thế này cách đây khoảng chừng là 60 năm có thể nghĩ đến là thời ba mẹ của thuần đi thì thời ba mẹ của thuận đó các bạn có thể đi học hoặc là không các bạn mà học tới lớp 12 đó thì lúc đó coi như là cũng đã quá đầy đủ rồi các bạn có thể ra đi làm cho một cái công ty lắp ráp xe các bạn ở hoa kỳ các bạn có thể đi làm ở detroit hay là các bạn đi làm một cái công ty nào đó mà sử dụng tay chân nhưng mà các bạn vẫn có thể kiếm được lương coi như là không tệ và cũng có nhiều cơ hội để có thể là lên lương lên chức có cuộc sống sung túc các bạn, các bạn có thể mua nhà, mua xe được và tận hưởng cuộc đời của mình. Rồi tới cái thời kỳ của thuận thì sao các bạn thời kỳ này đó thì cái đó đã không có còn hiệu lực nữa các bạn phải có bằng đại học các bạn phải cho mình nhiều cơ hội để các bạn có thể tiến thân được và các bạn thấy là hồi xưa đó giống như là thời ba mẹ của thuận thì các bạn đi làm những công ty ở hoa kỳ họ sẽ có một cái quỹ gọi là quỹ lương hưu các bạn khi các bạn về hưu rồi đó thì họ sẽ dựa theo là bạn cống hiến bao nhiêu năm thì công ty rồi họ sẽ trả lương cho bạn suốt đời dựa theo cái phần đó gọi là pension Tới cái thời của Thuận đó thì đã không còn nữa các bạn, các bạn nhìn thấy được là bây giờ đã phải đi học và cái chi phí học đại học đó ngày càng tăng lên. Thuận nhớ khi mà thường học đại học đó chỉ có mười mấy ngàn thôi các bạn, bây giờ đã tăng lên tới cái mức các bạn nhìn thấy trên màn hình đó thì trung bình từ một năm ngàn chín trăm tám mươi đó các bạn có thể nhìn thấy là học đại học là mười ngàn đô tới năm 2020 đã lên tới 34.000 đô rồi các bạn. Và dựa theo cái thống kê đến từ Educational Data đó thì tới năm 2024 này đã lên tới 39.000 đô cho một cái trường đại học rất là bình thường ở Hoa Kỳ. Các bạn có nghĩ là trong thời gian đó chỉ có 40 mấy năm mà thôi mà từ cái khoảng là 10.000 đô lên tới 39.000 đô là cái chi phí đi học đã tăng lên tới mấy trăm lần rồi các bạn. Đây có thể đi học lấy bằng đại học và chưa tính tới là chi phí sách vở rồi các bạn phải có chi phí ăn uống rồi chi phí ký túc xá nữa nó sẽ rất là nhiều cho một người mà muốn đi học bây giờ các bạn và cái con số này đã còn nhiều hơn lúc mà thường ra trường cách đây hơn 10 năm nữa chi phí học đó thì lại càng ngày càng tăng cao hơn cái đây khoảng mười mấy mươi năm đó khi mà Thuận bắt đầu ra trường và đi làm đó thì cũng còn rất nhiều công việc các bạn và cũng có nhiều cơ hội để có thể là lên lương lên chức và Thuận cũng không muốn biết ai các bạn cũng có thể là vào làm những công ty lớn như là KPMG được và các bạn cũng thấy là Thuận cũng có thể mua nhà và năm 2012 đó cái 12 năm Thuận đã mua căn nhà đầu tiên ở Hoa Kỳ rồi à, chỉ dựa vào sức của mình mà thôi. Thì các bạn thấy được là Thuận vẫn làm được tại vì lúc đó đó căn nhà Thu mua đầu tiên chỉ có 285 ngàn mà thôi các bạn và đó là nhà ở Cali. Đúng là đó là một cái căn townhouse các bạn cho nên nó nhỏ nhưng mà cũng là một cái nơi ở mà có 3 phòng ngủ và cũng là một căn nhà gọi là mới các bạn và ở cũng rất là tốt. Nhưng mà bây giờ thì sao các bạn? Bây giờ đó thì cái lớp trẻ họ học ra đại học bây giờ là họ khoảng chừng là 24 tuổi thì các bạn có biết là cái lương trung bình ở Hoa Kỳ lương trung bình đó chứ còn khi mà ra đại học có thể là thấp hơn các bạn cái này là họ tính cái số lượng người đi làm ở Hoa Kỳ dựa theo bộ thông tin lao động là ở đâu đó khoảng chừng là 59.000 ngàn 384 đô và đó là cái mức trung bình mình thôi các bạn những nơi mà thấp hơn giống như các bạn nhìn thấy được là ở Mississippi đó thì đâu đó khoảng chừng 47.000 đô và ở Cali hay là New York thì cao hơn các bạn ở Cali là 124.000 đô nhưng mà ngược lại đó các bạn có biết là nhà ở Cali bây giờ đó trung bình một căn nhà các bạn có thể nhìn thấy ở Los Angeles là 1 triệu 248 1 triệu tám giá nhà đó thì tăng liên tục cái mức lương đó thì không tăng bao nhiêu và cái tiền phải trả để mà đi học rồi thì ngày lại càng tăng lên rất là nhiều và các bạn thấy đây là ở Los Angeles chứ còn ở quận Cam này đó thì thấp hơn một chút các bạn nhưng mà bây giờ một căn nhà bình thường ở quận Cam đã là một triệu đô la rồi một căn nhà gọi là bình thường thôi các bạn các bạn là bắt đầu có một căn nhà ba phòng để có thể bắt đầu cuộc sống của mình đã là một triệu đô la rồi thì các bạn có thể thấy được là bây giờ đó những cái mà những thế hệ trước có thể tiếp cận được thế hệ sau này là không tiếp cận được và thậm chí đó việc làm lại là càng khó khăn hơn nữa bây giờ lại có sự ra đời của ai các bạn trí tuệ nhân tạo nhiều công việc đó trước đây họ nghĩ là sẽ không thể bị thay thế bây giờ đã hoàn toàn là có thể bị thay thế bởi ai các bạn có thể nhìn thấy là cái bức tranh về tương lai cho những người trẻ bây giờ đó thì nó ngày càng mịt mờ hơn và có thể hiểu tại sao mà họ càng ngày đó lại càng muốn có cái sự thay đổi các bạn và đương nhiên khi đi làm bây giờ đó đã, đã không còn pension nữa không có còn cái quỹ lương hưu nữa mà bây giờ được thay thế bởi cái quỹ 401k cái quỹ lương hưu đó là công ty đó họ trích một phần lợi nhuận ra để mà họ để vào đó tùy theo là các bạn làm cho họ bao nhiêu năm thì họ sẽ trích ra sau này để mà trả lương hưu cho các bạn chứ khi nào các bạn qua đời thì thôi nhưng mà bây giờ đó thì quỹ 401k các bạn phải tự bỏ tiền vào Các bạn chỉ được cái phần gọi là lợi về thuế Trong lúc các bạn còn đi làm mà còn thích lũy đó Thì các bạn không rút ra được Nhưng mà các bạn không cần phải đóng thuế Cho nên khi nào các bạn lớn tuổi rồi các bạn mới rút ra được mà thôi Nhưng mà các bạn đã thấy là nó đã có một cái sự thay đổi rất là lớn Công ty bây giờ họ đã đẩy cái trách nhiệm để mà đầu tư về hưu lên trên người của người đi làm và người đi làm đó thì họ phải tự đầu tư các bạn có nghĩa là họ phải chấp nhận rủi ro ở trong thị trường chứng khoán tại vì đó là cái sự lựa chọn lớn của nhiều người và đó chính là lý do tại sao mà thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ về dài hạn chỉ có thể lên mà thôi không thể xuống trường lập là một lần nữa đó là lý do tại sao mà thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ về dài hạn chỉ có thể tăng mà thôi không được giảm các bạn không được giảm đương nhiên trong thì ngắn hạn đó thì có những năm tăng, những năm giảm như năm 2022 thì cũng mới có sự điều chỉnh. Nhưng mà về dài hạn 10 năm, 20 năm đó thì chỉ được tăng mà thôi tại vì rất là nhiều người Hoa Kỳ bây giờ đó họ nắm giữ cổ phiếu và đó là cái phương tiện duy nhất cái số tiền duy nhất mà họ có để khi mà họ về hưu họ có thể sử dụng được nếu như mà thị trường chứng khoán Hoa Kỳ mà không có như ý muốn thì các bạn sẽ thấy được là sẽ có rất là nhiều người dân Hoa Kỳ họ không về hưu được về hưu họ không có tiền có thể dẫn đến bạo động nữa các bạn vì lý do đó đó chúng ta mới thấy là chứng khoán Hoa Kỳ sẽ tăng dài hạn và chính phủ sẽ làm mọi cách để khiến cho chứng khoán Hoa Kỳ tăng và vì lý do đó mỗi lần mà chúng ta có một sự kiện nào đó giống như chúng ta có khủng hoảng tài chính thì kế hoạch tại vì các bạn kế hoạch là bơm tiền vào trong thị trường giảm lãi suất khi mà có dịch bệnh, kế hoạch là gì các bạn? Kế hoạch là bơm tiền, giảm lãi suất. Một ngày nào đó khi mà có người hành tinh xuất hiện thì uh, chiến lược là gì các bạn? Chiến lược là giảm lãi suất, bơm tiền vào trong thị trường. Làm gì đi nữa đó phải khiến cho thị trường đứng vững dài hạn. Nhưng mà các bạn nên nhớ là những ngày mà có nhiều chứng khoán bây giờ những người mà đã đi làm một thời gian rồi giống như là cỡ tuổi thuần đi, hai mươi mấy tuổi trở lên thì không có nhiều chứng khoán đâu các bạn, nhưng mà bốn mươi mấy tuổi trở lên thì sẽ có nhiều chứng khoán và đương nhiên những người mà về hưu họ đang nắm giữ rất nhiều chứng khoán hiện bây giờ những người lớn tuổi hơn thì khi mà chúng ta thấy chứng khoán tăng dài hạn như vậy thì đương nhiên tài sản của họ sẽ tăng theo thời gian những người trẻ thì sao các bạn họ lại không có được cái lợi ích đó tại vì họ chưa có đầu tư nhiều nhưng mà các bạn đã nhớ đó cái gì cũng có cái giá của nó chứng khoán tăng dài hạn thì chính phủ hoa kỳ phải tìm cách có tiền để mà bơm vào trong thị trường và chỉ có cách là in tiền dài hạn mà thôi các bạn và lại khiến cho tiền lại càng mất giá làm phát tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đối với lại những người trẻ hiện bây giờ thôi nói hồi nãy giờ đó để các bạn có thể hiểu được là những người trẻ hiện bây giờ họ đang nằm trong cái cảnh như thế nào và có thể nói những người trẻ đó họ không có nhìn lạc quan về về hưu có thể nói là họ không thể nhìn thấy được cái ngày mà họ có thể về hưu luôn các bạn đó là cái tình hình ở hoa kỳ hiện tại và vì lý do đó đó càng ngày họ lại càng quan tâm nhiều lúc mà mọi thứ ổn giống như là cái thời của thuận hay là thời ba mẹ của thuận đó thì người ta không quan tâm gì đến lạm phát đâu các bạn lạm phát thì tôi chỉ đơn giản ở à, vật giá leo thang nhưng mà lạm phát là cái giá phải trả để có nền kinh tế tăng trưởng cho nên giờ họ vẫn có thể có nhà có xe họ vẫn đi du lịch được họ không quan tâm nhiều đâu nhưng mà giới trẻ bây giờ họ lại rất là quan tâm vì lý do đó họ mới tìm đến những mảng đầu tư khác cho họ có một cái lợi thế tốt hơn các bạn đó chính là crypto vì lý do đó cho nên những cái chính trị gia bây giờ họ mới nói những câu nói, họ mới làm nhiều cách để mà xoa dịu để khiến cho những người trẻ tuổi tin họ hơn. Họ là cái sự đổi mới, chứ không phải là những người chính trị hiện bây giờ ở Washington các bạn. Đó là cái giới khác rồi, đó là một cái thế hệ khác, bây giờ đó là thế hệ trẻ khác. Một nhóm chính trị mới sẽ nổi lên các bạn và sẽ làm một cách để có phiếu bầu của những người trẻ tuổi này. Và họ quan tâm gì thì họ sẽ quan tâm cái đó và Bitcoin crypto là một trong những điều mà họ rất là quan tâm. Thu nó hứa là không có tâm sự nhiều trong video này nhưng mà cái phần này không nói là không được các bạn. Cho nên những ai mà nói với các bạn là chứng khoán Hoa Kỳ sẽ có một ngày nào đó sụp đổ thì không gì là không thể. Nhưng mà cái mà sụp đổ đó không phải riêng chứng khoán Hoa Kỳ đâu các bạn mà cái mà sụp đổ đó là cả một nước Hoa Kỳ sụp đổ nếu như mà chứng khoán sụp đổ dài hạn cái mà thuận nói đến nó là dài hạn các bạn đương nhiên là năm này năm kia chúng ta cũng có những cái đợt điều chỉnh chúng ta cũng có những cái sự kiện như là khủng hoảng năm 2008 hoàn toàn có thể xảy ra nhưng mà cái tôi nói tới là về dài hạn 10 năm 20 năm 30 năm 40 năm chứng khoán hoa kỳ chỉ có thể tăng mà thôi chứ nếu không nên là sẽ có chuyện lớn cũng như là những ai mà nói với thuận là một ngày nào đó chính phủ hoa kỳ sẽ cấm Bitcoin crypto à, cái đó là cái mà thuận cũng đã nghe cách đây nhiều năm rồi các bạn và thuận luôn không có tin tại vì những ai mà nói như vậy đó thì thực sự hoàn toàn không hiểu những gì đang xảy ra hoa kỳ hiện tại họ không có hiểu hết họ chỉ nghĩ là crypto bitcoin là một cái Công cụ đầu cơ là một cái sòng bạc, là một cái gì đó mà thôi không có giá trị. Sự thật không phải là như vậy. Còn vài thông tin nữa thôi sẽ chia sẻ nhanh với các bạn. Thì thường cũng cảm thấy lạ là chúng ta có Russell Brand các bạn. Russell Brand là một trong những diễn viên hài nổi tiếng. Cũng sẽ trở thành một diễn giả ở trong cái sự kiện Bitcoin Conference năm 2024 này. Sẽ xảy ra vào tháng sau. Nhưng mà đã có một cái video đó Thuân cũng mới biết các bạn. Cái video này đó là 10 năm trước. Trên màn hình chúng ta thấy được là có một cái uh, Russell Brand trẻ tuổi cùng với lại một Mark Kaiser trẻ tuổi các bạn. Và 10 năm trước đó, lúc Bitcoin dưới 5 đô la, Mark Kaiser đã tặng diễn viên Russell Brand 1.000 BTC sau cái video này. Và sau đó, đó Russell Brand nói đã mất khoá cá nhân rồi. Thì có bao nhiêu Bitcoin bị mất chúng ta không biết chắc chắn được. Nhưng mà chắc chắn là có 1.006 Bitcoin bị mất rồi các bạn. 1.000 này cộng với lại 6 Bitcoin bị mất bởi anh em cuộc trời của Thuận. Và các bạn nên biết là 1.000 Bitcoin đó ngày hôm nay đáng giá là 62 triệu đô la Nhưng mà đâu ai biết là Russell Brand có thể đồ tới bây giờ hay là không Nhưng mà về sự hứng thú đối với Bitcoin đó thì vẫn còn các bạn Cho nên Russell Brand là một trong những diễn giả hàng đầu của cái sự kiện Bitcoin Conference năm 2024 này Ngày hôm qua đó thì Cardano đã bị tấn công DDoS như là từ chối dịch vụ phân tán và blockchain Cardano đã trải qua một cái thời điểm mà có nhiều giao dịch spam hơn bình thường và một số những cái stake pool operator đã bị ảnh hưởng tiêu cực. Tuy nhiên, toàn bộ blockchain vẫn hoạt động các bạn và cuộc tấn công này đã chỉ có tác động nhỏ đến thời gian giao dịch mà thôi. À, có một người có tên là Philip disaro người mà sáng lập công ty phát triển Cardano Anastasia đã chia sẻ trên X là cuộc tấn công DDoS có thể được ngăn chặn ngay lập tức bằng cách tàu hủy đăng ký chứng chỉ cổ phần được sử dụng bởi kẻ tấn công thì cái này thì cũng không có đành và kỹ thuật được các bạn nhưng mà nó tóm lại đây người này trong lúc mà cái cuộc tấn công xảy ra thì đã nói là chúng ta có thể lấy 400 cardano từ kẻ tấn công này và nếu như họ muốn tấn công nữa đó chúng ta lại lấy thêm 400 cardano nữa và cứ lấy như vậy thì họ sẽ mất đi rất nhiều nào nếu như họ có tiếp tục muốn tấn công mạng lưới bằng những cái giao dịch spam này các bạn thì ngay sau khi mà người này chia sẻ cái cách đó đó thì cả tấn công đã ngừng ngay lập tức để bảo vệ tài sản của mình và cuối cùng đó thì à, cuộc tấn công cũng chấm dứt rồi các bạn và không có tác động đáng kể nào đến hoạt động của bạn lưới hết đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn và thông tin cuối cùng là liên quan tới và Labs, là tổ chức đứng sau lưng Blockchain Avalanche các bạn, thì họ nói họ sẽ hỗ trợ nghệ sĩ K-pop quản lý tài sản trí tệ bằng Blockchain, tạo ra sự minh bạch và công bằng hơn trong ngành công nghiệp âm nhạc. Blockchain giúp bảo vệ quyền lợi của nghệ sĩ, đảm bảo họ nhận được đầy đủ doanh thu từ các công ty thu âm và tổ chức sự kiện, tránh tình trạng bị báo cáo không chính xác về số lượng vé bán và các khoản thu nhập khác. Nói chung ra là sử dụng blockchain để có cái sự minh bạch hơn và rõ ràng hơn khi mà bán vé hay là cái thu nhập của những cái nghệ sĩ này các bạn. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, XM, Binance, Alibix... Và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sao giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.